mọi người muốn đầu tư một chiếc DAC mà có mức tài chính khoảng 7 đến 8 triệu thì mọi người tham khảo ngay cho em cái mẫu DAC này nhé. Đây là con Topping EX5. Đấy. Thì thực ra tên của nó là Topping Shenzhen Audio. Đây là hợp tác giữa hãng Topping và Shenzhen để tung ra cái sản phẩm EX5 này. Thì đây là cái phân khúc mà nó nâng cấp so với D50S. Đấy, D50S thì đó là tượng đài rồi, đúng không? D50S thì nó rẻ hơn. Con này thì nó có những cái nâng cấp gì thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái sản phẩm này nhé. Đấy. Thì lần này bên em về rất là nhiều Topping EX5. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy. Hàng cam kết với mọi người nhé là hàng chính hãng 100% chính hãng và mới 100% luôn. Đấy, chưa hề là bóc cái mặt ra đâu. Đây thì em nói qua một chút đây, đóng gói này. Về cái sản phẩm này thì hãng sẽ đóng gói cho chúng ta là một kiện như thế này, một kiện thì bao gồm 10 con Topping EX5 này. Và có băng dính niêm phong của Topping luôn. Nếu mà mọi người mà phát hiện thấy bên em bán hàng nhái thì bên em sẽ đền cho mọi người gấp 5 lần tiền nhá. Cam kết với mọi người là hàng mới và chính hãng 100% luôn, được chưa ạ? Thì cái mức giá đợt này nó cũng đang hạ nhiệt khá là nhiều mọi người ạ. Giá 7.750.000 mọi người nhá. 7.750.000 bao ship và có quà tặng. Rồi, cái sản phẩm này thì bên em sẽ có những cái phần quà. Một là dây OTG để cho chúng ta kết nối với điện thoại Android, hoặc là một cái dây OTG để cho chúng ta kết nối với điện thoại iPhone, và thêm một cái dây quang mọi người nhé. Một cái dây quang có thể là 1,5 m hoặc là 2 m để cho chúng ta cắm vào TV. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ đi sâu hơn một chút vào cái sản phẩm Topping EX5. Tại sao nó lại hot như vậy và tại sao nó lại là chùm ở trong cái phân khúc 7 đến 8 triệu. Thì con này hỗ trợ MQA này mọi người nhìn này. Thì cái MQA là cái gì? Nếu mà mọi người biết rồi thì có thể là tời nhanh qua đoạn này một chút. Còn nếu mọi người chưa biết thì em sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất. Thì cái MQA nó nôm na ví dụ như là cái đầu A này nó là trung tâm phát nhạc. Đấy, nó sẽ nén lại bằng một cái công nghệ nó gọi là công nghệ MQA. Đấy, nó nén lại và nó truyền tải đến cái DAC. Đây, nó truyền tải tới cái DAC của chúng ta đây. Và cái DAC này nó sẽ có một cái chip giải mã, có thể chip USB ấy, giải mã cái MQA ra. Vì cái file MQA cái dung lượng của nó rất là lớn và nó truyền tải không dây thì nó bị khó khăn, đúng không? Thì thằng này sẽ nén lại và thằng này sẽ nhận được và giải mã nó ra, giải mã được hết những cái dung lượng của nó ra thì nó nôm na MQA nó là như thế. Cái đường MQA đấy thì là nó ở chủ yếu là cái đường USB thôi nhé, còn những cái này thì không có, được chưa? Đi sâu vào một chút, USB con này là sử dụng cái chip XMUX XU216 thế hệ thứ hai, rất là cao. Và tại sao con này nó lại là nâng cấp hơn so với D5S? Thứ nhất là có MQA, thứ hai là chúng ta chơi tai nghe, và đây là có cả đèn báo MQA này. Nếu mà chúng ta nhạc nào mà nhạc MQA thì nó sẽ báo đèn xanh ở đây nhá. Nâng cấp hơn này, có MQA, có tai nghe này. Đấy, màn hình to hơn này và có cả hai đường ra nhá, ra 35 và ra AV. Đấy. Và một cái nữa là con này sử dụng điện từ 100 cho đến là 220. Chúng ta không phải dùng qua đội nguồn nữa. Đấy. Về cái ngoại hình thì con này đây mọi người để ý là nó cũng không quá là to lắm. Em thì ở trên web thì viết cũng rất là chi tiết rồi. Ở đây thì áng áng thôi. Mọi người để ý như gang tay em này. Đấy, tầm tầm này nhá. Và cái sản phẩm này thì đạt chứng nhận Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Thì Hi-Res Audio là một cái hiệp hội audio của Nhật Bản. Còn Hi-Res Audio Wireless là không dây thôi. Có nghĩa là cái Bluetooth. Đấy, cái tem này là chứng nhận cho Bluetooth. Các cái dòng Bluetooth 5.0 mà có LDAC đấy thì đạt chứng nhận, thì con này đạt chứng nhận Hi-Res. Con này sử dụng cái chip Bluetooth 8675 của Qualcomm rất là cao, hỗ trợ LDAC. Chính vì vậy mà nó cũng đạt chứng nhận Hi-Res Audio. Con này thì sử dụng là hai chip giải mã là 9038Q2M.
giải mã được cho hai kênh mọi người nhé. Và XU216 rất là cao, nguồn tuyến tính. Còn lại thì cổng, những cái cổng Bluetooth này hoặc là cổng đồng trục hoặc cổng quang thì nó không hỗ trợ MVI nhé, chỉ hỗ trợ đường USB này thôi. Có nghĩa là chúng ta chơi máy tính hoặc là chơi cắm OTG mà chơi vào cái đường này thì sẽ là cái đường tốt nhất này. Ở cái sản phẩm này thì chúng ta có thể là sử dụng hai bộ dàn một lúc đều được. Đó, có nghĩa là cái đường AV chúng ta ra một cái bộ dàn karaoke, hoặc là cái đường ba lăng ra một cái bộ dàn nghe nhạc, nó cũng rất là hợp lý. Rồi còn về mức giá thì hiện nay là Topping EX5 đang có một mức giá rất là tốt. Trước đây đang là 8.050.000 thì ở thời điểm hiện tại là 7.750.000 mọi người nhé, 7.750.000. Và tặng kèm những cái gì? Nếu mà chúng ta dùng iPhone, bên em sẽ tặng một cái dây OTG cho chúng ta chơi iPhone. OTG để chúng ta kết nối vào đường USB đấy và chơi MQA đấy. Hoặc là Android, nếu mọi người dùng điện thoại Android thì bên em sẽ tặng một cái dây kết nối cho Android. Và tất nhiên là lúc nào cũng sẽ có tặng kèm một dây quang, có thể là kích thước 1.5 hoặc là 2 m, tùy ý mọi người nhé. Và không riêng gì về cái Topping EX5 mà những cái sản phẩm nói chung của Topping thì đợt này đang có chương trình khuyến mại rất tốt, ví dụ như D50S hoặc là D90 đấy, đại loại như vậy. Thì mọi người cần tham khảo về những cái mức giá của những cái sản phẩm khác thì có thể liên hệ trực tiếp tới em. Còn cái video này thì em đi sâu vào cái EX5 này đấy, thì xin phép là kết thúc cái video đây. Mọi người cần hỗ trợ gì về những cái sản phẩm giải mã hoặc là những cái đồ âm thanh, xin vui lòng liên hệ tới hai số hotline là 0987 630 409 hoặc là 0777 300 400. Vâng, xin chào.